If we be mùng 3 anh vô lại Sài Gòn. Ấy, không mấy á. Không mấy mùng 5 anh đi đi. Mùng mùng 5 anh vô lại đi, em sẵn chở em vô luôn. Em mùng 5 em chưa có đặt vé nữa. Việt Nam use yes. Việt Nam use Zalo, you also use Zalo hả? Anh chạy xe một mình. Ấy, nghĩ tạp à, mà thôi, không được. Đi một ngày không ta? Tại vì mùng 6 em bay Phú Quốc với chị em. Anh biết cái có về kịp không? Nhưng mà thôi để đặt vé máy bay đi. Mùng 4 đi vô đi thôi, không được. Năm à. Đây, 2 năm rồi em chưa có về quê. Chiều đi sáng sớm tối, nhưng mà 2 năm rồi em không về quê, ở lâu lâu cho ở thêm một ngày cũng là vui vẻ. You can be my first Zalo friend. Ok, you download Zalo already. Ok ok, you download. Em phải Zalo. Yêu mà anh đã trao, còn đi tầm 3 giờ là tới đúng không anh? Cậu 3 giờ tới không? Chút 4 giờ. Sao vậy? Em thấy đâu có xe đâu. Ăn uống gì chưa anh Bon? Sao mọi người im lặng quá vậy mọi người? Rồi có 3 người à? À 5 người. 2, 3, 4, 5. Ghê thiệt. Ủa? Anh đang mua anh ở Caro. Bán hả? Bán có gì vậy? Bye.